Lại là mình đây. 4 ngày nữa mình về Việt Nam rồi. Bây giờ mình sẽ thử xem là hai cái vali của mình nó có lồng được vào nhau không nhá. Vali nhỏ. Vali bự. Mục tiêu của mình là mình sẽ pack hết đồ trong cái vali này, sau đấy mình sẽ lồng nó vào cái vali to, tại vì mình thực sự không có nhiều đồ đâu, nên là mong là chúng nó vừa với nhau. Trời ơi. Tuyệt vời luôn. Cái vali này. Ôi trời ơi, nó phải gọi là chuẩn luôn. Đoạn này là mình đang vừa gọi điện với mẹ mình, vừa soạn đồ. Mình bắt đầu soạn đồ tầm khoảng 3 hôm trước khi mình bay á. Đồ chơi của mẹ em biết này. Đây là cái đồ chơi mùa IKEA. Cái đồ hoa quả bông bông. Mấy cái quả này đây, nhìn như này. Thực sự là tận một nửa cái vali của mình là đồ mình mang về cho người nhà mình luôn á. Mình đã soạn đồ xong rồi đây. Lúc này là mình đang ngồi trên ô tô trên đường ra sân bay nè. Đi mãi vẫn chưa đến cửa, trời ơi, xếp 1 tỷ cái hàng luôn. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hiện tại thì mình đã đến được đến cổng ra máy bay của mình. Cái cổng kiểu nó đúng xa luôn á, nên là mình đi bộ kiểu chắc phải mất cả 10 phút mới đến, xong rồi phải xếp thêm một cái hàng để check vé máy bay nữa. Nói chung là rất nhiều sự xếp hàng. Và mình đã đến được đến cổng rồi nên bây giờ mình chỉ ngồi chờ thôi. Đây cái cổng ở đằng kia. Và khoảng tầm 1 tiếng nữa mình sẽ lên máy bay. Cắn cảnh chai nước 7 đô. Tại vì mình quên không mang chai nước của mình đi. Mà mình sẽ bay qua Manila, transit ở Manila trước khi tới thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này là mình đang ngồi FaceTime nói chuyện với mẹ mình để giết thời gian trước khi lên máy bay ấy. Your lipstick goodbyes. You're sick of Saturday nights when I call you. You ain't got time for two. You say you waited for hours. What if I told you? You know I'll see you tomorrow. You can say your last goodbyes. I never take what you say from the bottle. Looking sideways, but how am I the one to blame when you're distorting pictures? Call my name. Looking sideways, but how am I the one to blame when you're distorting pictures? Call my name. Mình đã hạ cánh xuống sân bay Manila, Philippines. Có một vấn đề là mình rất là mắc té luôn. Mắc té kinh khủng khiếp. Đợi từ lúc máy bay hạ cánh đến bây giờ. Nhưng mà đầu tiên là phải tìm cổng cho chuyến bay tiếp theo của mình đã rồi. Gì thì tính sau. 14 tiếng bay dài quá mọi người ạ. Lâu lắm rồi không đi máy bay, mình vỡ ngỡ thật sự.
ok. Hello mọi người, mình đã tìm được cửa ra tàu bay rồi, nhưng bây giờ mình chỉ có ngồi chờ thôi. Dự kiến là một tiếng nữa sẽ được lên máy bay. Nhân tiện đây mình sẽ kể cho mọi người nghe về tình huống của mình. Mình đã từng về Việt Nam trong 2 năm rồi. Lần cuối cùng về Việt Nam là năm 2019. À đâu, lần cuối cùng mình còn chưa về Việt Nam bao giờ, từ lúc bắt đầu sang Canada là mình sang vào năm 2019, tháng 9. Và tới lúc đó đấy giờ là mình chưa về luôn. Đây là lần đầu tiên mình về. Nên là rất là bỡ ngỡ. Với cả mẹ mình vừa mới chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm mấy tháng sau khi mình bay vào Canada. Nên là tại vì mình chưa về nhà lần nào, nên là đây sẽ là lần đầu tiên mình được về nhà mới của mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nên là sẽ rất là thú vị. Chuyến bay vừa rồi thì dài 14 tiếng, mình ngủ được 3 tiếng thôi. Tại vì ngủ trên máy bay thì mọi người biết là đau lưng thế nào đấy. Tại vì kiểu mình ngủ rồi mà. Xong rồi chân mình còn dài ấy, nên là nó hơi bị vướng víu tí. Nên là cũng mệt mỏi nhưng mà không sao. Mình đang cố gắng sửa lại giờ ngủ của mình ấy, để về Việt Nam không bị jet lag đó. Nhà mình nghĩ cũng sẽ rất là khó. Không biết là có được không. See what's next, the details and texts, and they see me stressed. The less I give. Figures in the wind, roll them in, roll them out, when the fade of skin. Overruled by the proud, figures in the wind, roll them in, roll them out, when the fade of skin. Overruled by the proud. Mình được bạn mình cho một chiếc biệt mắt rất là chất chơi luôn. Một bên nó ghi là do not disturb, xong rồi bên kia nó ghi là wake me up to eat, để người ta gọi mình dậy ăn á. Perfect color dripping right up off my skin. Roll them out, silver color, let them in on the dial. Tell your friends, give me something, play pretend. Pink and white, my favorite scent. Take a look. Watch yourself, don't get too close. How to shook these niggas free. Body blows, a sonder later, adios. Just turn the knob and tell them kids to listen in. Cause pink look white for the hell of it. Looking sideways, but how am I the one to blame when you're distorting pictures? Call my name. Đã lấy được hành lý rồi. Chào camera đi, đang quay này. Lần đầu tiên đến nhà mới. Nhà mình ở cuối dãy đúng không? Được. Chẳng biết là nhà gì luôn. Vào đây. Ui, vali. Ui, rộng rãi thế. Ôi, rộng thực sự luôn đấy. Để giày ở đâu? Để giày ở đây hả? Để giày đây. Theo cảm giác vào nhà mình mới cần như đi như kiểu khách nhé. Đi khách sạn hả? À? Không, như kiểu con là khách nhé, mẹ là chủ. Uầy. 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 Bye bye. Bye bye. Vâng.